Xin chào bạn đã trở lại với kênh YouTube Red Team. Nay mình sẽ tiếp tục review về một em router Wi-Fi đến từ nhà Xiaomi. Sản phẩm sẽ có mã model là AX6000 với tất cả những điều tuyệt vời nhất có thể mang đến người dùng thì AX6000 sẽ chẳng làm bạn thất vọng. Nếu hiện tại bạn vẫn đang gặp khó khi vẫn phải sử dụng mạng thiếu ổn định, chập chờn, dùng Wi-Fi người vào được và người kia thì không, hay việc truyền tải dữ liệu bị nghẽn hay không lót được thì nay cảm giác ấy sẽ bị xóa tan bởi router AX6000. Vậy sản phẩm này còn điều gì hay và đặc biệt hơn nữa so với con AX3600 thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết nhé. Like a Hellcat. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhìn tổng quan về bên ngoài của AX6000 sẽ có một trong những thiết kế không khác gì mấy so với model tín nhiệm AX3600. Vẫn sẽ có tổng cộng là 7 anten. Mỗi anten được trang bị đều có những nhiệm vụ riêng. Chúng sẽ có 2 anten là 2.4G, cùng với đó sẽ có 4 anten 5G và 1 anten IoT đồng bộ với những thiết bị điện tử thông minh, không dây tại nhà, cũng nhờ nơi làm việc, văn phòng, giúp đáp ứng tức thì, không phải chờ đợi, chen lấn với LAN 2.4G hay là 5G. Với anten 2.4G, ta sẽ có băng thông không quá rộng, nên sẽ chỉ được trang bị là 2x2. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có tốc độ đường truyền tối đa của 2.4G có là 574 Mbps/s. Với 4 anten 5G, 4x4 sẽ cho khả năng xuyên tường cực tốt, đường truyền tối đa lên đến 4804 Mbps/s, cho khả năng đáp ứng sử dụng cực tốt với văn phòng hay là những quán cà phê, studio. Với AX6000 vẫn giữ trong mình thiết kế với thân máy hầm hố dạng tam giác. Phía xung quanh thân máy sẽ được thiết kế với rất nhiều những khe tản nhiệt, giúp AX6000 có thể lưu thông khí cực tốt. Việc làm mạng ấn tượng sẽ cho AX6000 hoạt động tối đa công suất, mang lại hiệu năng cao khi sử dụng. Mặt trước sản phẩm chúng ta sẽ có là hai đèn tín hiệu, một đèn tín hiệu với trạng thái là Wi-Fi và một đèn tín hiệu sẽ có là trạng thái là Internet. Nếu đèn báo hiển thị màu trắng thì thiết bị đã sẵn sàng truy cập Internet. Nếu như hai đèn báo tín hiệu, một là đèn trắng, một đèn cam, cũng như một đèn cam và đèn còn lại thì tắt, thì chúng ta có nghĩa là các bạn vẫn chưa thể truy cập được Internet. Với mặt đằng trước thân máy, ở đây thì chúng ta sẽ có dòng chữ là Mi Wi-Fi 6 Router AX6000 4K UAM. Với trang bị Wi-Fi 6, bạn cập nhật mới nhất cho chuẩn mạng không dây, giúp tần số phát sóng không dây cao nhất và trong khoảng thời gian ngắn, tăng thông lượng và tăng tốc độ để cho trải nghiệm được tốt nhất. Tốc độ đo cao lên tới 30-40% so với Wi-Fi 5. Với 4K QAM, công nghệ mới nhất hiện nay giúp tăng 20% tốc độ truyền tải so với thế hệ trước 1024 QAM. Để truyền tải những hình ảnh 4K sẽ trở lên cực kỳ mượt mà. Về cổng kết nối, nó sẽ được trang bị cổng mạng với tốc độ cao là 2500M so với cổng Gigabit Ethernet hiện có trên các mẫu router truyền thống. Cổng mạng
2500M hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu nâng cấp băng thông rộng của người dùng trong vài năm tới. Ngoài ra, cổng mạng cũng sẽ được hỗ trợ bằng mạch WAN và LAN. Khi sử dụng ở chế độ cổng LAN, bạn có thể kết hợp với ổ đĩa đám mây để tạo NAS với tốc độ cao dành cho gia đình. Router được trang bị chip xử lý chuyên dụng của Qualcomm IPQ5018, LPU lên đến 1GHz với RAM 500MB giúp cung cấp môi trường mạnh, ổn định hơn. Ngoài ra, với 6 bộ khuếch đại tín hiệu độc lập trong router cũng mang đến vùng phủ sóng rộng hơn, khả năng xuyên tường sẽ tốt hơn do tốc độ mạng kết nối nhanh hơn. Một chiếc Mi Router AX6000 có thể dễ dàng bao phủ một căn hộ với 3 phòng ngủ lớn. Giống như các mẫu router khác của Xiaomi, Mi Router AX6000 cũng sẽ được hỗ trợ kết nối mạng lưới Mesh, LED Routing tự động, roaming, sóng Wi-Fi giữa các router trong nhà của bạn. Bên cạnh đó, nó còn mang đến các tiện ích đối với các hệ sinh thái của Xiaomi, IoT với công nghệ MuMIMO và OFI lên đây, cho phép nhiều thiết bị gửi đi trong một đường truyền, hạ độ trễ khi sử dụng cùng lúc, hỗ trợ kết nối đồng thời 248 thiết bị cùng lúc, rất là ấn tượng, tối ưu để tăng tốc độ mạng và giảm hiện tượng giật lag khi chơi game. Với cách setup và cài đặt thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần cắm kết nối nguồn cho router với các chân cắm nguồn đằng sau của bộ máy, rồi kết nối mạng LAN, tiến hành cài đặt trên điện thoại cực kỳ là dễ dàng. Sẽ có hai app để có thể là hỗ trợ cài đặt, một là app Mi Home và thứ hai là app Mi Wi-Fi. Với mình thấy thì chúng ta sẽ lên dùng là Mi Wi-Fi với ngôn ngữ tiếng Anh sẽ thuận tiện hơn trong việc cài đặt, còn Mi Home thì chúng ta sẽ sử dụng là tiếng Trung. Khi tải app về thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt Wi-Fi trên điện thoại, chọn bấm vào điểm Wi-Fi để có thể là đăng nhập, điền tài khoản cũng như mật khẩu để đăng nhập. Chúng ta sẽ bấm OK OK là được. Với công nghệ bảo mật trong Wi-Fi, ở bên trong thì chúng ta có thể là chặn được những địa chỉ trang web hoặc là địa chỉ IP mà các bạn không muốn người dùng cùng router Wi-Fi này truy cập. Chúng ta có thể block những người mà đang sử dụng mạng của bạn. Ở đây thì mình sẽ đi test tốc độ mạng. Ở đây các bạn có thể thấy là tốc độ đường truyền khi mình test rất là ấn tượng. Vừa rồi thì mình cũng đã vừa review về con AX6000 router Wi-Fi đến từ Xiaomi. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm thì có thể click
vào bên dưới phần mô tả của video để có thể là đặt mua sản phẩm. Từ đây thì mình cũng sẽ xin dừng video tại đây. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và ích có thể like, subscribe, đăng ký kênh để được nhận những thông báo những video mới nhất từ bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tới. Xin chào.